Xin chào khán giả của kênh Không Chơi Bóng Đá. Vâng, thưa các bạn, hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập trên sân Mỹ Đình trước trận đấu gặp Malaysia diễn ra vào ngày 27 tháng 12 trong khuôn khổ lượt trận thứ hai của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Tuy nhiên thì mình tin là ngoài những vấn đề chuyên môn thì chúng ta cũng rất là quan tâm tới những câu chuyện bên lề, như là về câu chuyện là sân bãi của sân Mỹ Đình sẽ chuẩn bị thế nào cho cuộc tiếp đón Malaysia, cũng như là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà tại giải đấu này. Và dưới đây sẽ những ảnh đáng chú ý có trong video. Đây, chiếc khung thành mà nhiều ngày vừa qua cư dân mạng đã bàn tán rất nhiều về độ chắc chắn của khung thành này. Các phóng viên ngay khi đến sân Mỹ Đình cũng thì cũng đã đổ dồn ngay về phía cầu môn để có thể theo dõi cái sự chuẩn bị của ban tổ chức cho việc thiết kế khung thành làm sao có được cái sự tin cậy và đảm bảo cho trận cầu vào ngày 27 tháng 12 sắp tới. Còn đây là toàn cảnh sân Mỹ Đình trước ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam trên sân nhà tại AFF Cup 2022. Buổi tập của tuyển Việt Nam bắt đầu vào lúc 16 giờ. Đây là buổi tập thứ hai của thầy trò Ruud Parser kể từ khi trở về từ Lào. Và đương nhiên chúng ta sẽ quan tâm tới Quang Hải rồi. Tình hình chấn thương của Quang Hải sẽ như thế nào? Cao thủ đang có được tâm trạng rất là thoải mái và tự tin sau màn ra quân ấn tượng với 6 bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào. Huấn luyện viên Park Seo đang dành chút thời gian để hỏi thăm Quang Hải trước khi vào sân tập. Thầy đã chỉ vào phía dưới phần chân của Quang Hải và hỏi cậu trò xem có ổn không. Như thường lệ thì trước mỗi buổi tập, huấn luyện viên Sơ luôn dành ra khoảng thời gian ngắn để cầu nguyện. So với bên Viêng Chăn, Lào thì thời tiết tại Hà Nội thời điểm hiện tại khá lạnh. Các cầu thủ khi ra sân tập đều phải có một chiếc áo khoác. Và bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã chuẩn bị cho mình một chiếc áo khoác dày. Có thể nói Malaysia là đối thủ rất là quen thuộc với chúng ta ở những giải đấu gần đây. Gần như là giải đấu nào từ cấp độ đội tuyển này cho đến các cấp độ trẻ, chúng ta đều chạm trán với Malaysia. Một đối thủ đầy duyên nợ. Và một thống kê cũng rất là ấn tượng của huấn luyện viên Park Hang-seo là kể từ khi thầy dắt đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia với thành tích bất bại. Nếu mình nhớ không nhầm thì trận hòa duy nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo với Malaysia là tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Khi đó chúng ta hòa đối thủ 2 đều, còn lại là những chiến thắng như là chiến thắng 2-0 ở vòng bảng AFF Cup 2018 này. Chung kết năm đó ở lượt về chúng ta thắng 1-0 này. Rồi vòng loại World Cup chúng ta cũng thắng đối thủ một trận 1-0, một trận 2-1. SEA Games chúng ta cũng thắng Malaysia ở bán kết. Một thông số có thể mang đến sự tự tin cho những cổ động viên Việt Nam. Đặc biệt là lúc này thì tuyển Việt Nam cũng đang có được phong độ khá tốt và tinh thần cao. Trở lại với buổi tập thì chúng ta thấy Quang Hải đã ra một góc riêng để tập cùng bác sĩ thể lực Choi Joo-young. Hy vọng là chấn thương của Quang Hải gặp phải không quá nghiêm trọng và từ giờ cho đến ngày 27 sẽ là khoảng thời gian hợp lý để cho cầu thủ của Pro FC nghỉ ngơi và chuẩn bị trở lại giải đấu. Và những hình ảnh tập luyện của đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình cũng thay cho lời kết trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm subscribe và like kênh Hậu Trường Bóng Đá để tiếp tục cập nhật những tình hình không chỉ của đội tuyển Việt Nam mà còn là những đội tuyển đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu lần này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo trên kênh Hậu Trường Bóng Đá.
Yeah.